Nào cười lên bạn ơi. Ơi nào cười lên bạn ơi, cười như con chân nhân nha. Tắt quyển không? Ba nói tắt quyển không? Đó mày. Ê, bây giờ tắt quyển để kể cho nghe. Tắt quyển hình ảnh không? Trong tháng đi qua nó thăm gia đình ta chưa có ai chụp hình, nó chụp hình xong rồi nó đi khoe cùng lạng nha. Tắt quyển hình ảnh không? Ta đâu có dám nói, người ta nói gì đâu. Xí muội, xí muội. Ê, muội muội. Ê muội muội. Muội muội. Muội muội. Cái tuổi nó ngậm á. Ê muội muội. Ủa phải muội không? Chứ muội hả? Để em đó, nhỏ chị nó đặt gì á. Ê. Cái gì mà cạp dữ vậy con? Ê, nhìn đây nè. Nào cứ lên bạn ơi, nào cứ lên bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ủa sao không? Tin, 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 tin. Ê, nhìn nhìn đây nè bạn. Bạn này tóc có quắn giống bạn cà đây nè, đây đây cho tôi tác phẩm ở xa đây. Tóc quắn không? Tóc quắn không? Nhân đặc thù. Đây kiểu tóc của năm 2019. Ồ. Ồ. Cái gì là cái này đẻ đứa nữa là ăn trai đó bà Tuấn Anh. Trai cũng phải. Bởi vậy em coi hình đó, ủa ai cắt tóc nó vậy anh? Ăn 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 không? Bởi miếng cơm nè. Ơi, đây là kiểu tóc của năm 2019. Nó kiểu tóc 2019. Có gì ớt nè. Ê. Xin lỗi cho nhầm ta rồi. Tên trong giấy tên gì chị? Anh Thi. Anh Kỳ Quanh. Anh Thi. Thi thư ổng coi mà phim mà Lưu Bô á biết không, riết rồi ổng nghiện, ổng nói là Lưu Bô ổng hỏi ra là cái gì là phải hỏi cái gì cái bản phong thần lộ em mới coi nè, đúng rồi Lưu Bô đúng rồi, không phải cái gì vậy mà Thiên Thư. Bạn mới coi phim xong nguyên bộ nè. Ông đặt trại trại thành Thiên Thư. Thiên Thư. Thiên Thư. Nó cười kìa. Thiên Thư. Thi Thư. Anh nên nhớ đó là bồ người ta. Thi Thư. Con vợ nó không có bằng. Kìa nó nhìn kìa. Nó muốn uống bia kìa, ông gót nó miếng. Nó nhìn kìa. Đó, nhìn đó. Anh nãy anh kêu gì rồi? Chưa có quyết, chào quyết. Chào quyết con mẹ. Trời ơi, có như này. Thiên Thư. Thi Thư. Đây là. Đây là. Vô. Số nè. Ê lộn, ông nãy giờ nhân vật chính ở đây mày quen nhân vật cái này không à? Ơ lộn mà. Lộn mà.